ông thích gái đẹp hay thích gái già? Dạ, già nè, chú Ban. Thôi cứ chú Ban. Trả lời, tính tự nhiên con người, ông thích gái đẹp hay thích gái già? Dạ, thưa cha là bản chất của người đàn ông thì nó là như thế ạ. Dạ, thích nói dạ ba ơi. Ông đừng có đổi cho tôi nha. Ông đừng có bảo là bản chất của người đàn ông vơi đũa cả nắm này theo tôi hỏi ông á. Ông trả lời thật lòng, sự thật. Phải nói thật lòng, đừng có quanh co. Bản chất đàn ông giả vờ giả vịt thì bản chất đàn ông cũng đổi cho tôi là tốt là đàn ông vậy. Ông phải bảo tôi phải không? Rồi. Có ông có cái hỏi này tôi cũng như thế ông không, tôi có khác gì ông đâu nào. Rồi, ông thích cái đẹp hay cái già? Dạ, thưa cha là tôi thích cái trẻ ạ. Tôi hỏi, em bắt đầu thích cái đẹp hay cái già, bảo có thích cái trẻ. Rồi, vậy thì bây giờ bà vợ của ông bao nhiêu tuổi? Xin thưa cha là nhà con, thưa cha, kính thưa cha. Kính cái gì đã hỏi cái đó, trả lời cái đó. Con năm nay là 62, nhà con là 59 ạ. Rồi. Vậy thì là già hay trẻ? Dạ, đối với con là trẻ ạ. Mấy bạn nghe sướng không? Con chồng mà nói cô đó là mát lòng mát ruột lắm mà nha. Nên là tối nay là bảo đảm ông được ăn với cơm ngon rồi đó. Chứ ông mà trả lời là nhà con năm nay cũng xế chiều với lại già rồi, tối nay cho ăn cơm thiêu. Rồi, ông được ân gì ông chia sẻ cho mọi người nghe. Thưa cha là con là Doan Nguyễn Văn Hải ở giáo xứ Long Châu giáo phận Bùi Chu ở ngoài Bắc ạ, ở Hải Hậu Nam Định ạ. Vâng, thì con thưa cha kính thưa cộng đoàn. Vâng, thì con muốn chia sẻ ơn Chúa ban cho con thì nhiều lắm, nhưng mà con kể một ơn thôi. Là hôm đó là con đi trên dọc đường, tức là con chạy xe máy mà đi trên dọc đường thì có một cái đám tang người ta bên đạo mà con không biết đám tang đó đi về đâu thì con không dám vượt qua, thì con xuống xe con cầu nguyện cho người ta là đi một cây số rồi. Thế thì mấy người họ đưa tang cùng thì họ bảo con bảo thôi ông lên xe mà đi rồi ấy. Vậy thì con bảo thôi vậy con lên xe con đi. Thì khi con vượt qua quan tài thì đến hồi kèn thì nó lại có một người ra rạ, họ cầm cái que, thế là họ đang đi ở trong vế hội kèn ấy, họ mặc quần đùi quần chân thế là bắt đầu này, anh hội kèn ấy cầm cái kèn ấy đập ở vài cái, thế là anh ta giật mình, anh ta xin cái que một cái, xin hết vào bánh trước của con, là nó gài vào bánh trước như thế này, xe nó lộn đi ba vòng, con bắn lên cây thông, con ôm lên cây thông. Thế là xe con cũng không việc gì mà người con cũng không việc gì. Đó là con nghĩ là được mẹ cứu con. Thưa cha, thưa cộng đoàn, con đi đâu vậy? Con ra ngõ là con cứ cầu nguyện, con xin Chúa thương xót con, linh hồn con. Mà con đi qua nghĩa trang, ai nói chuyện con ngồi trên xe con vẫn thầm thì con cầu nguyện cho các linh hồn. Thế cho nên là nhiều lắm nhưng mà không, con bị nhiều lắm nhưng mà con không bao giờ việc gì. Thế con kính thưa thì cả hết. Đây tôi tặng cho một cái máy năm cho mẹ già. Rồi sau mới có leo lên gốc thì không ôm cái máy này nghe. Thấy hay thật đấy. Thấy hi hữu bảo thế anh chị em. Quá hi hữu mà ông này tôi thấy cái tâm của ông đúng là cái tâm thật, tâm thành. Thứ nhất là cái cách nói của ông là rất là thật. Thứ hai nữa là cũng nói đi thấy gặp cái đám tang đó mà không vượt qua, cứ lặng lẽ đi sau. Hay chứ, nếu mà không có việc gì gấp thôi mình cứ đi cùng với anh chị em mình đưa để cầu nguyện. Mà cái ý của ông từ xưa đến giờ là con đi ngang qua nghĩa trang là con vẫn ai làm gì nói con vẫn cầu nguyện cho các linh hồn khi đi ngang qua nghĩa trang. Ở đây anh chị em nếu có để ý thì sau chuỗi kinh lòng thương xót, sau thánh lễ mà ra viếng lòng đài lòng thương xót, chúng tôi luôn kết thúc bằng kinh chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Luôn luôn chúng tôi nghĩ đến những người đã qua đời, hiệp thông trong thánh lễ,
trong giờ kinh, trong giờ trầu, trong chuỗi kinh lòng thương xót, trong chuỗi kinh mình côi, không bao giờ quên những linh hồn đã qua đời, vì trong đó có những người thân yêu của chúng ta mà. Mà nếu mình nhớ đến họ thì sau này khi mình qua đời thì những người khác sẽ nhớ đến mình, thưa anh chị em. Vì những linh hồn ấy bây giờ không còn làm gì được cho mình nữa, hết rồi. Giờ của lòng thương xót đã chấm dứt. Bây giờ đối với họ là giờ của lòng, của sự công thẳng. Họ phải đền, phải trả những gì họ đã làm, đã nói, đã nghĩ khi còn sống trên dương thế. Chỉ trông nhờ vào lời cầu nguyện và những hy sinh, vào những việc làm tốt lành của anh chị em bây giờ để cầu nguyện cho họ mà thôi. Cho nên nếu ngày xưa trong cuộc sống dương thế họ đã không thật thà, họ đã gian dối, bây giờ họ phải trả cho đến đồng xu cuối cùng. Nhất là nói thật với anh chị em, những gì liên quan đến của chung, đến của công, của nhà thờ, đó là của thánh, mà mình đụng đến, như một số người vẫn nói, đó là của lửa. Mình đụng đến đó phải mặc áo lửa mà về. Mẹ tôi bảo, mày chết mà đụng đến hồi đó tôi giúp lễ. Giúp lễ từ bé, lúc 7-8 tuổi đi giúp lễ, cũng nghịch ngợm lắm. Lâu lâu rồi, vô thấy bánh lễ, chưa trừ phép mà, vô thấy bánh lễ đói quá, rón vài cái. Xong rồi lấy trộm rượu của gia sứ uống vài nhấp vài cái. Thế thì nghịch lắm, rồi xoài rồi cha sợ mà thấy trưa mà cha ngủ là chúng tôi liệm đá cho nó rớt xuống rồi bắt đầu ăn. Mà cái gì ăn vụng với ăn lén lén nó lại ngon phải không? Có phải không? Ở nhà mà đang nấu cơm thơm thật thơm mà vô mà lén lén mà thấy mẹ tôi không ấy gì với tay mà chống cái mút chua thôi ngon. Rồi lúc lên nồi cơm ra lại không ngon, lén lén mẹ mà ăn được cái miếng bánh mà nhanh nhanh cho lẹ, nuốt cho nhanh rồi mà mẹ gọi rồi nuốt trận trừng mắt lên mà ăn nó vẫn ngon. Cái gì lén lén lúc chỉ lại ngon. Thì mẹ tôi bảo là mày phải nhớ nha con, đụng vào cái đó là của lửa đó con, mà đụng vào cái gì của chung, của nhà thờ, của Chúa, chớ dạy mà đụng vào bất cứ một cái gì, đừng có tơ hào cái gì, con chết chắc luôn đó con à. Phải mặc con lửa mà về. Thế thì ông này ông nghĩ đến những linh hồn như vậy. Thì ngày xưa khi còn sống có khi mình không biết, có khi là mình bị lòng tham nó làm cho mình mờ mắt lương tâm của mình, cho nên mình không có sống thật, cho nên mình sống gian và gian dối, gian tà, gian giả, gian cái gì thì gian. Bây giờ mình phải trả lại cho thế gian cái gì thuộc về thế gian, phải trả lại. Mà cuộc sống này mình không trả được thì mình phải trả cho cuộc sống đời sau cho đến đồng xu cuối cùng. Nghe rõ không? Nghe rõ không? Có còn dám đưa tay vào lấy cái gì nữa không? Có dám cúi khấn khấn xong cái tay móc nữa không? Có dám gì bằng đọc bà kia bảo bà là cái ống bơ, ống lon bơ nhà thờ đó, rồi khóc giỏ nhà thờ đó là tay không bỏ vô lấy ra thì để tay có không? Chết chắc luôn thưa anh chị em. Thì cái ông này ông ấy thật thà và ông cầu nguyện như vậy mà chúng ta thấy được là cái anh chàng cho hội kèn để bỗng một con thằng nó bị tâm thần, nó cầm cái cây nó không chọc vào cái gì lại chọc vào bánh xe, đúng là thọc gậy bánh xe đó, anh chị em thấy không? Đó cái câu mà thọc gậy bánh xe nghĩa đen là như vậy đó. Cái xe đang chạy ngon trớn để cho thọc gậy bánh xe thì cái xe nó lộn 3 vòng và nó bắn ông lên trên cây thông, nó ôm cây thông. Hiểu vô cùng thưa anh chị em, hiểu vô cùng. Có chuyện lạ lắm mà đối với Chúa mọi sự đều có thể xảy ra, xe không sao, người cũng không sao. Cho nên chưa chắc trong cuộc đời mình cứ thọc gậy bánh xe là người ta té xe đâu. Có khi té xe đó nhưng mà xe cũng không sao, người thì được đưa lên cao thì sao. Cuộc sống này có nhiều người sống mà đi thọc gậy bánh xe lắm. Cộng đoàn chúng ta đang là hoạt động tốt như thế này, đang cầu nguyện sốt sáng như thế này, cũng đưa cây vào thọc, đâm bị thóc, thọc bị gạo, nói xấu cái này, nói xấu cái nọ, nói xấu cái kia, rồi suối bậy người dân chả biết gì cả, ký tên làm đơn tố cáo. Ta thấy không? Có những người ngồi xe buýt bảo hôm đó con đang ngồi quán cà phê tự nhiên con anh đến đưa cái đơn bảo ký tên vào đây để tố cáo. Tôi bảo có gì đâu mà tố cáo, người ta đọc kinh sốt sáng đồng hoặc có gì đâu tố cáo. Bảo không tố cáo thì sẽ bị mất gạo. Bảo nếu mà không đúng sự thật thì có mất gạo thì cũng không làm. Đâu phải là cứ tố cáo là có gạo thì tố cáo. Mà
có chắc là khi mình tố cáo vậy gạo mới qua được suốt đời của mình hay không, coi chừng không có gạo cho con cháu chắc mình mà ăn cả suốt cả cuộc đời. Tại vì Chúa nói rằng là ai sống làm sao ta sẽ trả cho y như vậy. Sống làm sao ta sẽ trả cho y như vậy. Sống thật thà thì Chúa cũng trả lại cho cái sự thật thà, sự trong sáng, sự ngay thẳng. Sống gian tà, gian trá thì cũng phải lãnh nhận hậu quả của gian tà, gian trá như vậy. Chứ không phải cứ mình cứ đâm bị thóc rồi cứ thọc bị gạo, cứ thọc gậy bánh xe là người ta té đâu. Chúa nâng, Chúa đỡ, làm gì mà té đổ. Cái xe còn không sao, hú chi là con người. Ta thấy không? Rõ không? Rõ không? Rồi những ai ở đây mà muốn đâm bị thóc, thọc bị gạo dưới tay, những ai ở đây mà muốn thọc gậy bánh xe dưới tay, tôi cho mấy cái cây để thọc. Dĩ nhiên người ta, ai mà dưới tay, tại những cái người làm cái chuyện tối tăm mờ ám đó, nó đâu bao giờ dám công khai, đâu bao giờ dám ra mặt, đâu bao giờ dám hiện hình, nguyên hình ra để mà thọc gậy bánh xe đâu, thưa anh chị em. Nhưng mà nó giấu giấu giếm giếm là con cái của ma quỷ, con cái của bóng tối, con cái của sự dữ. Còn chúng ta đang ở trong ánh sáng mà họ ở trong bóng tối thì làm sao mình biết được, phải không? Ánh sáng banh thanh thiên bạch nhật như thế này, nói cái gì rõ ràng như thế này, người ta nghe thấy công việc mình, nghe mình nói, thấy việc mình làm rõ ràng. Nhưng mà những đứa mà nó ngồi trong bóng tối, ban đêm nó đi, nó thọc, ban đêm nó đi, nó moi, ban đêm nó đi, nó móc, thì làm sao mà biết đâu đề phòng. Không sao cả, còn có Chúa nữa chứ. Cho nên ba chàng thanh niên kia, chàng thanh niên đó nói rằng là dù có chết thì chết, tôi vẫn không có thờ lạy thần của các ông đâu. Chết thì chết, ông muốn đe dọa gì cả, nhưng dù mất mạng sống, mà nếu không ta cho mình vào lửa đốt, nếu Chúa của tôi muốn thì Chúa sẽ cứu tôi. Bằng không, nếu Chúa không cứu thì tôi cũng không thờ đâu. Anh chị em thấy không? Một cái niềm tín thác tuyệt vời, tuyệt đối như vậy đấy. Tín thác không phải là nếu Chúa cứu tôi thì tôi mới theo Chúa, còn nếu Chúa không cứu tôi thì tôi thờ lạy một thần. Đấy không có gì là tín thác cả. Anh chị em đến đây cầu nguyện mà bảo rằng là con đến đây con khấn, con nguyện, con cầu, nếu được thì con mới đi, mà hôm nay không được thì mai con không đi, cái đó chẳng có gì là tín thác. Đừng đặt điều kiện với Chúa, rõ không? Đừng đặt điều kiện với Chúa là nếu mà Chúa cứu con thì con sẽ này, con thế nọ, con thế kia. Có người đến còn trả giá, thưa cha, con đang bị làm ăn thất bại, bìa con đang có một lô hàng sắp bán được, nếu mà bán được cho khấn cho con, nếu bán được thì con sẽ dâng cúng cái này, dâng cúng cái nọ, dâng cúng cái kia. Tôi nói im miệng đi, nói câu trước dập cái câu sau đi. Đừng có nếu mà con bán được thì con sẽ làm cái này, đừng có nếu cái thì gì hết. Nếu mà thành tâm đến đây khấn nguyện thì cứ khấn nguyện, Chúa ban cho như thế nào để cho Chúa tính, để cho Chúa liệu. Ai làm quân sư cho Chúa, ai khiến làm cố vấn cho Ngài? Kinh Thánh nói, ai khiến ngươi làm quân sư cho Chúa, ai khiến ngươi làm cố vấn cho người. Mà khi cầu nguyện ta hay làm quân sư cho Chúa, Chúa ơi, Chúa nhận lời con đi rồi, con sẽ dâng cho Chúa cái bàn thờ. Chúa bảo đừng có dụ khịch à nha, này không phải con nít đâu mà dụ khịch à nha. Đừng có coi Chúa như là con nít mà dụ khịch. Mấy kia ngồi không? Mấy kia ngồi. Thì thưa anh chị em, ba chàng thanh niên đấy dứt khoát là nếu Chúa cứu tôi, nếu Chúa cứu tôi, đó là quyền của Chúa, quyền năng của Chúa dư sức cứu tôi. Bằng không thì tôi vẫn không thờ lạy các ông đâu. Dứt khoát rõ ràng như vậy. Tôi đến tôi khấn, tôi cầu nguyện, tôi tín thác vào lòng thương xót Chúa. Nếu Chúa ban cho tôi tạ ơn Chúa. Bằng nếu mà Chúa chưa ban cho tôi, hay nếu Chúa không ban cho tôi như ý tôi xin, tôi còn tin vào Chúa không? Sợ rồi, còn nếu Chúa không ban cho tôi như tôi xin, tôi còn tin vào Chúa không? Còn hay không? Còn tin hay không? Còn tín thác hay không?
đấy, mình phải cái lòng tin của mình vượt qua cái lý lẽ tự nhiên của con người. Người ta không hiểu được tại sao mình cứ đến đây, người ta làm sao mà thấy được lòng tin của mình. Nhưng lòng tin ấy được diễn tả qua bằng cuộc sống của anh chị em, sự hiện diện của anh chị em, cách thức cầu nguyện của anh chị em, cách thức ngồi mà say sưa chăm chú nghe lời của Chúa, rồi những người lên làm chứng nói về những ân huệ Chúa ban. Thì những cái đó cho người ta thấy được rằng là cho dù có thế nào đi nữa, chúng tôi vẫn cứ tín thác vào Chúa, không sợ hãi, không lo lắng, không có gì lay chuyển được lòng tin của chúng tôi cả. Mưa hay nắng, ngày hay đêm, sáng hay tối, gió bão hay là mây mù hay là bão tuyết mưa sa, không gì có thể làm cho chúng tôi sợ hãi rùn chân đến với lòng thương xót của Chúa được. Rõ ràng như vậy, một niềm tin không gì lay chuyển như ba chàng thanh niên mà chúng ta nghe trong bài đọc 1 đó. Nhà vua có dụ cũng không đăng thôi gì, nhà vua có đe dọa cũng không ảnh hưởng gì. Chúng ta cũng vậy, có dọa cũng không ăn thôi gì, có dụ cũng không ăn thôi gì. Dọa hay dụ chỉ là trò của thế gian. Chết thì chết, tôi vẫn không thở lạnh Thiên Chúa mà dám như vậy. Anh chị em dám sắc tín như vậy, dám tin tưởng như vậy thì không có cái gì làm mình phải lo lắng, phải lo sợ, phải lo âu cả. Lo lắng, lo sợ, lo âu không có động đến được một cọng tóc của mình. Vì Chúa nói nếu ta không cho phép thì không ai có thể đụng đến một sợi tóc của con được. Chúa nói với thánh nữ Faustina, nghe rõ không? Nếu ta không cho phép thì không ai có thể đụng đến một sợi tóc của con được. Cứ mạnh dạn đi loan truyền lòng thương xót Chúa đi cho ta, không có gì ngại ngần cả. Dám không? Dạ. Dám không? Dạ. Ông đưa tay mạnh lắm, ông lên đây rồi. Đó, không được ạ. À.